Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn 4 ván đấu diễn ra sáng ngày hôm nay. 4 ván đấu trong khuôn khổ giải cờ tướng bằng thành bôi vòng 1 với thi tức sông bài đào thải. Mời các bạn thưởng thức 4 ván cờ rất hấp dẫn. Biên bản ván 1, Dương Thiên Nhất phải hậu thủ trước Hoàng Hải Lâm.是 是 是 持去 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 是
将军。是。将军。是。破相。破事。Mã 3 tấn 5, chưa đến đây Hoàng Hải Lâm đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván 2, ván cờ rất đặc sắc. Dương Vũ Bác, Uông Dương.
吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。将军。吃鸡。吃鸡。将军。再将。再将。将军。再将。吃。
吃。 将军。 吃。再将。 Xe 3 thôi 1 chiếu tướng. Ở đây tướng đen không thể lên, sẽ bị xe sát cục ngay, buộc phải xuống tướng. Và mã 2 thối 3 nước cờ tuyệt hay. Cho đến đây U Dương đã buông cờ nhận thua. Vì nếu cố gượng chơi tiếp, nước thứ nhất có thể bình pháo bắt xe, thì là bên đỏ sẽ tấn xe chiếu tướng. Đây là lưỡng chiếu. Và xe 3 bình 4 tuyệt sát. Còn nếu như ở đây không lên pháo mà lại thối xe về để phòng thủ, xe 8 thối 3 thì lập tức xe 3 tấn 1 lưỡng chiếu, đèn mất xe, chắc chắn sẽ thua cuộc. Một ván cờ quá hay của tuổi Thần Đồng Dương Vũ Bác. Mời các bạn xem tiếp ván 3 Tào Nhâm Lỗi Võ Tuấn Cường.吃。 吃。 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 吃去。
chi. Chi. Giang Jun. Giang Jun. Chi. Zai Jiang. Giang Jun. Giang Jun 周炮. Chưa đến đây, xe mã bị cột chặt, cho nên Vũ Tấn Cường đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 4, Đồng Thí, Triệu Kim Thành.
吃鸡。吃鸡。吃串打吃吃吃闪击吃吃吃将军吃吃吃破相
Pháo 9 tấn 2 cho đến đây không còn đường chống đỡ, Triệu Kim Thành đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa thưởng thức 4 ván cờ rất đặc sắc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.